Xin chào các bạn. Trước mặt mình là chiếc Airbus A320 của hãng AirAsia chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Sau khi mở lại đường bay tới sân bay Tân Sơn Nhất cách đây vài tuần, thì hãng không giá rẻ của Malaysia này cũng đã mở lại đường bay tới sân bay Nội Bài. Việc di chuyển giữa các nước Đông Nam Á có lẽ sắp trở nên thuận tiện và dễ dàng như hồi trước dịch. Hôm nay thì Bộ Y tế cũng đã bỏ quy định khai báo y tế đối với người nhập cảnh. Chiếc máy bay này vừa thực hiện hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur đến sân bay Nội Bài. Chiếc A320 của hãng AirAsia đang di chuyển trên nền cỏ lau và hoa dại rất đẹp ở sân bay Nội Bài, được quay từ góc thấp. Trước đó thì hãng Scoot, một hãng hàng không giá rẻ của Singapore, cũng đã nối lại các chuyến bay chở khách thường lệ tới sân bay Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.